thèm gỏi cá mọi người ạ. Mình cũng hơi thèm thèm. Ngày trước không biết ăn gỏi cá đâu, nhưng mà bây giờ biết ăn rồi. Biết ăn không biết gỏi cá ngày trước á, là gỏi cá cắt này, ui ui, yêu ghê lắm. Bây giờ lại mang thịt sang đổi gỏi cá. Nói chung là hôm nay sẽ làm cái món gỏi cá cho mọi người thưởng thức. Biết ăn cái món này nghiện luôn, ngon. Mình không biết làm gỏi cá lắm, nhưng Mao Đệ nó biết làm đấy, nhưng mà em không biết làm. Mày không phải điêu. Tí nữa mày nấu nước, đưa đây nước dùng nhá. Ok. Dùng nhưng mà chua ít thôi. Chúng là món này làm khá là cầu kỳ mọi người. Sau tí nữa lại cái hôm trước mấy cái đầu này băm ra làm bổn. Hôm trước sang nhà chú hàng xóm ăn thấy ngon hết. Anh ơi, anh thải rau đi, rau đi. Không, thì tao lọc cá trước á. Đây vào lấy gạo đi để chuẩn bị ngâm. Gạo á? Cái cá này là không được không mổ mọi người ạ. Và phải làm thật thật sạch và thật anh là... Đây. Đấy. Mọi người biết lấy gạo làm gì không? Gạo. Gạo ấy. Phải làm thật khô đấy chứ, tí nữa phải làm khô cái gạo cái cá này đi. Thì nó dùng trọng trách cao cả là hút ẩm, hút nước. Cho con cá nó khô ráo. Tí nữa lau khô sạch con cá đi á. Cho bắt đầu quấn vào giấy báo nha. Cho bắt đầu vui xuống cái gạo này. Xong rồi cái gạo này vứt bỏ luôn. Anh biết tại sao? Vứt bỏ? Tại vì nó tanh quá. Nó ẩm mốc, không ăn kịp. Cho kia, cho lợn đi. Cho lá, lợn. Đấy. Nói chung là lọc con cá thì khá là căng mọi người. Ngày trước em ăn mít trong tàn lâu rồi, tủ gạo. Nó có cái bột gì thế này. Bột này. Hôm nay nhà hàng xóm đang chuẩn bị xây nhà nên là rất là ổn. Anh em mình trốn xuống đây mà vẫn không hết ổn. Anh lọc nhâm nhảy lâu đấy. Ừ, phải lọc kỹ cẩn thận. Cái mẫu đang cố gắng giữ lại cái nầm mình. Nhấm nhảy. Lọc được cái này mọi người lâu thôi rồi. Cả màng này chưa? Lọc kinh điển chưa? Cháu đấy mày. Không được dùng nước đâu mình nhỉ. Mày đem cái này vào bấm. Anh đem luôn đi. Đây thì cháu lọc cố gắng giữ lại cái nầm này. Ngon nhất là cái nầm mọi người ạ. Chưa nhấn được. Ba khúc. Người nào thích ăn đậu mà không ngậy thì ăn không ngậy. Người nào thích ăn béo ngậy thì ăn không giữa. Ngầm. Ngon lắm. Béo. Mà thêm ít mẻ chua chua nữa vào. Chấm hết cục tỉnh. Ngon. Thôi rồi. Lấy giấy đi, lấy cái mâm nữa. Cái mâm. Em đi lấy mâm nữa nhé. Mướng này ơi, hơi nhất là mướng này mọi người. Em lau ra. Đây, nhặt xác lau cả cá luôn. Đấy. Đấy. Giờ xử lý cái này, tí nữa băm cái đầu này này. Nấu với cái lòng cá này. Để làm nước sốt mọi người. Lau khô đi mọi người. Lau khô tí mình phải ngâm nước gạo. À quên, ngâm vào bịch gạo. Ấy, thì mày phải cắt nhỏ ra chứ. Thế này thôi. Con gói lại. Cho. Để ngay đã. Sao không cho luôn vào ủ thùng gạo sau quấn giấy làm gì? Cho cả gạo vào. Thế này nó bị đấy. Bị gì? Nó tanh quá, sao hỏng gạo. Đừng nào giờ hỏng. Hỏng luôn nhé. nhưng mà bột gạo mà ngấm vào nhìn nó trắng toát, không ngon miếng thịt. Nhanh cái tay lên rồi.
Đấy, quấn vào xong rồi ủ vào thùng gạo khoảng tầm phân tiếng ấy mọi người, cho nó hút hết ẩm đi thì mới chén ngon được. Để mình nâng to được chứ. Đừng nả chả ủ mà lại cần. Mới mới như được mèo dấu ấy. Đấu ở đây. Con mèo nó cứ đi ở ấy nhỉ, xong nó lại đi dấu vào đồ cát. Đây là toàn bộ rau của anh em mình mọi người ạ. Nó có lá bưởi này, cái này đắng để cho chống đi ỉa cũng được này. Bưởi nốt này, lá này là rau mơ này, lá đinh lăng này, lá này là lá nhội này. Cái nhội thì ăn nó chát chua chát, đắng cay cuộc đời có hết trong cái món này mọi người. Đây là cái lá sung này, nói chung là nhiều lắm, mình cũng chả nhớ hết nữa. Đấy, bây giờ hãy phải thật mỏng. Thái cái thật mỏng thì nó mới bắt đầu ăn, nó ăn nó mới ngon. Đấy, trong lúc chờ đợi mọi đại ca thái rau ấy, rau ăn đỡ bị đi ở đủ các loại rau luôn, vừa ngon vừa chát vừa đắng đủ thể loại. Bây giờ mau đây làm món đồ đốn nha, để chấm này, cho mọi cố mắt miếng đầu tiên miễn là loại thu thôi, với cả gì nhỉ, xương này, thịt này, với cả xương thịt, nhưng mà đã ăn được cá rồi, với cả lòng ấy, món pịa cá ấy, đây gọi là món pịa cá ngon lắm. Đây là chỗ đây chả biết bật thế nào nhỉ, bạn nhà Marika khó bật lắm ấy, học lỏm đấy. Và chúng tôi xem vợ Marika là thôi đấy, cùng tái loại món cực luôn.
chí ăn mặn không ngon đâu. Rồi chí không có một chín nào tiền ui có một chín nữa chính mới ngon ui có thêm muối thì các bạn mới chín chín nhiều đúng ngon rồi. Nó lợi được ăn người chết thì được đây là cái gì để ta bỏ bớt cái nó lợi của sưng không có gì ngon ngon ăn ngọt lợi à ngon à được như em chứng minh gì như vậy hết. Ừ, cho nó nấm mắm muối mới chín à mới chín đấy kia đã cho cái nguồn mà bây giờ là có thể chén được đấy, mày có thử thử. Chén thử luôn. Nhưng mà chưa có nước bùng ngon. Chưa có nước. Đấy, khoan, người bán. Đấy nghe là có nước á. Chuẩn bị xong. Không em nào cũng nhưng. Làm luôn miếng không cần nước chấm nữa. Ok mọi người ơi. Ngon. Chụp một con cá mà được nhiều. Nào, để tao ra. Ngon à. Ngon. Ta lên tính à? Ta thơm. Thế mà. Thế thôi. Thêm một tiếng. Mấy chiếc ăn mấy chiếc. Ngon. Mấy người vào đi. Chuẩn bị chén. Ngon. Em mới gọi mấy anh kia nhé. Dạ, đây là người à? Bim bim bim. Chén luôn anh rồi. Anh nghe nó khê khê ấy. Mấy em đi ra bạn ra không trông. À không gì. Ngọt lắm mọi người ạ. Trời ruột ruột bạn ra đấy. Nó mới công bằng. Anh Cao ơi. Vào luôn đi. Nhanh không hết. Đợi tí nữa siêu cao thủ ăn này thì kinh rồi. Tí gọi là phải chia xuống chia hết đấy. Ui em chấm một cái này vậy. Quy trình ăn quả cá sẽ như sau. Mình sẽ Trời em à. Em thực hiện pha đầu tiên nhờ. Đấy. Đấy. Và đi anh Khang ơi. Lâu rồi. Bị đúa nè. Phải có tiền đó. Anh ấy lấy tiền đi. Anh ấy lấy tiền đi. Lập rau rồi nè. Đủ các loại rau của người này. Sụp. Ôi dồi ôi. Bắt đầu cắt vào. Vào đây này. Anh làm cái 2-3 miếng này thì ngon. Chia. Đấy đấy đấy. Đấy múc cho em một miếng. Có lòng đấy nhé. Có lòng. Thì anh. Ấy xuống đi em. Anh Khang ơi. Nhanh. Tí nữa đang đợi rượu tí. Wow. Và. Bảo quá. Những thằng nào ăn nói như thế mà. Đấy nguội ra. Ấy bảo quá. Bảo lột mồm rồi. Chưa chờ. Đây là bảo em. Chỗ đồng bảo. Ui dồi kinh tồn. Mời tất cả mọi người nhá. Anh ngồi đi anh Khang ơi. Ngồi đi, đợi rượu à? Ngon. Ngon ngon. Ngon 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 ngon. Thiếu chua. Hơi nhạt nhạt đúng không? Ừ. Ngon ngon. Trộn thêm tí mình chính ăn muối vào đây. Hơi nhạt. Ăn cái này. Tôi ăn một nước cơ. Ngon. Tôi ăn đi mọi người. Rồi ăn. Ăn luôn. Ăn luôn đi. Rồi luôn. Tí nữa trông nó mang rượu xuống rồi. Tốt hơn cái này. Nó ít mẻ mà xuống chua. Hơi ít mẻ. Em vào đây. Đừng trộn thế. Trộn vào nước rồi này. À trộn lên này. Đặt vào nước. Quên. Thử thử cái này xăm vừa cho em này. Em thử nhá. Chụp toàn chưa. Nhìn vào sáng.
Vẫn kém đấy là chua. Đấy là khoảng một bát rồi kém. Vẫn kém chua. Cho để ăn chua về. Mày lấy chanh mà. Đến mày bát một phải anh. Quá kém chua, chua được chín quá. Đây xin giới thiệu mọi người, đây là bà Xia chuyên món gọi là có cả cái gọi ai cái gì cá gỏi. Liu mấy em đây, mấy bạn nhá, mình sẽ đăng mọi người nhá, giới thiệu mọi người nhá. Ui nồng này là miếng nồng này. Bà Xia đi một đường cơ bản thế nào? Nồng miếng ngậy. Ủa lắm không ăn rồi. Làm như lợn làm rau thế. Anh phải để trong đây đây, đúng rồi. Để gì? Sao như mày bắt ra? Đấy, sao? Mẹ còn múc được rồi, múc thích múc cái ngon. Đây, ruột đấy. Cho nên ông phèo lại cái ngon nhà ai. Cho tí nào anh. Đây là múc cái ngon đấy. Ăn gọi cá nó phải thế này. Đấy, nhìn đây này. Hơi bỏng lắm ấy. Hơi bỏng đấy nhá. Cắt cơn à? Cắt cơn. Đây ạ. Buồn bỏng ấy. Bỏng quá. Mồi xay được kỹ ngon. Mồi xay kỹ ngon. Có nhiều như nướng thơm quá. Được không? Rồi. Sao? Hoài? Ngon rồi. Sao? Được. Thế sao? Mình bảo mình làm được mà mẹ. Không ai tin. Ui xúc mất. Phát lỡ. Ngon. Tao gọi cá mà mày ăn cá đâu? Tàn cái phải rồi. Tàn cái sụn sụn ở tàn sụn dùng kìa. Tàn cá vào. Phải hết cá rồi. Đấy, cái nầm đấy này, những cái nầm nầm anh thái mỏng anh lấy hết đấy. Nầm nước đầu hết nhỉ. Đây đây, cái mỏng mỏng này. Đấy, toàn nầm đấy. Mấy này toàn nầm đấy. Đấy, nầm bên dưới. Ngon lắm mừng ạ. Ui, bắt rồi. Rồi đây đây. Ôi ơi, quá ơi, đang vừa mồm rồi đấy. Đang vừa mồm rồi, vừa bà. Bà cũng thấy dưới. Ngon nhờ. Ai. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Bà chưa ạ. Ui. Ui. Ngon nhờ. Chắc là ngại ổ kính nhờ, chưa giống nhai. Đừng nuốt chửng. Được không? Được. Thằng này đi chợ thế nhá. Con cá ngon lắm. Con này thiệt là ba cân. Bé mà con này hơn 2 cân nào. Ở tầm khỏe hơn 2 cân không? Ừ. To quá anh ngon. Chắc cân, chắc cân. Nói chung là ôi nghe nhảy. Ôi anh được kêu. Anh ăn bệnh 2-3 thì đấy là kêu ít. Nói chung là rất là phê mọi người. Món này nếu mà để mà biết ăn thì đẳng cấp ấy. Nhiều lắm không ăn thì em. Cái nầm không phải cái nầm nó hẳn dưới ấy, nó không đấy, nó lại không giòn. Cái nầm mang nầm chưa thì ngon. Em thực hiện một pha đi vào và là dài. Đi vào. Bạn sẽ thực hiện một pha và ăn thay cơm à? Nào. Đây. Anh nghĩ là phải tay cơm. Đấy. Nó bỏng không? Không bỏng. Hết bỏng rồi. Mới bắt đầu lên nhắn rồi. Ngon chưa? Không thôi. Muốn nguội em cùng với mồm như mẹ. Có mùi ngon đấy nhỉ. Đẳng cấp ấy. Ui. Không bỏng à? Bắt chú em tay cơm. Ấy gì đây? Ui ruột đây. Con thấy là người ăn. Mồm mồm ăn được ngon. Mồm mồm mồm. Ngon rồi. Đây ruột lên kia đấy. Ấy quên, cho mật vào đây không? Thằng nào thiếu vị gì phải cho đắng vào đây. Có mật ở ngoài chứ mà. Quên mất mật, thôi được. Thôi đắng rồi. Không, chưa có đắng. Chưa có mật, anh mua hai cái mật. Nhưng mà chắc lấy một cái, ai mua thêm cái mật. Anh lấy cho mật mật. Thế là quên. Mày nấu cái này à? Nhưng mà em bảo em cháy. Tí nữa cháy này. Sợ không hết được. Đây con cá có hơn 2 cân đây nè mọi người. Đây là trắng này. Đấy. Anh quay đâu? Dạ. Quay. Ờ, thì em phải tuyển cho anh riêng 4 con. Đúng rồi. Ăn một bát một. Bát một cái rồi. Trời.
anh tuyển nói anh thái anh biết tuổi ra chuyên cái nầm ăn một bát một miếng này chẳng tán đông tán con luôn rồi không cần phải uống thuốc ấy ui rồi không có thuốc tán con gì vào nầm cả mẹ đấy bây giờ thấy chú anh bảo gì cơ ăn đến đây nó mới tanh ăn đến đây nó mới tanh anh ăn lần này lần thứ khoảng tầm 5-6 rồi không thứ 5-6 rồi có mỗi ông sáng này ăn ông tám là ông thầy ăn thấy ngon ngon mọi khi ngoài là lần đầu tiên ăn thế nào giúp này ăn thật lấy luôn ấy thì bố làm không lấy làm gọi là chỉ là làm tạm cơn cái à không phải là kia mà kiểu như cái này ăn nhiều quen quen hôm nọ thì ngon ngon hôm nay em ăn nhiều ăn mới hay làm được có thời gian không thì mấy hôm lại thấy rủ nhau làm gọi tải thế phải không ăn kỹ ngon dài gọn thật thật ví dụ chiều nay muốn ăn phải lọc từ hai giờ phải từ đấy đi làm mà cái mỡ này nó cắn nó tan luôn nhỉ nhưng mà cái nồi mổ này ngon này ngon